vậy đẹp quá. Đẹp quá. Vậy cà rốt đẹp quá. Tiếng à, không tiếng chạy chấp 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 à. Cà rốt cà hay quá. Quyến ca không? Quyến quyến ca không cà? Xin hỏi ca sĩ bản này bản gì, tên nhạc gì vậy? Có hỏi không? Có phải bản này tên không tên không vậy? Ca sĩ này đang mới đưa bên Hàn Quốc mới về, còn ca sĩ kia không biết là từ đâu à. Ca sĩ cầm mà nó. Anh Tùng. Ơ mà. Tủ mẹ mà. Đó, của mẹ đó thấy không? Dạ em nghe. Từ từ nghe coi. Của mẹ mà. Đồ của mẹ mà. Tại vì cái bé này nói gì bút của anh Tùng vậy đó. Mau của mau của. Của anh Đồng. Anh Tùng. Anh Đồng của anh Đồng. Nó còn nói lại cái này của ai? Bà ngoại ơi. Sáng. Ừ, sáng xuống. Tại em để mấy cái đứa nhỏ nào mà nó tập trung được như vậy là nó học tốt. Đúng. Còn mấy đứa nào có nhiều đứa nó không mới ngồi được một chút mà. Cà rốt chị 4 tuổi, rồi vô cái gì xác hành là chị biết chiếc rồi. Dạ. Ở MC. Dạ, cái tô đẹp không? Ừ. Cà rốt tô đẹp quá. Yên có tô được không? Nguyên tô, Nguyên lấy tô không? Không có viết à? Con nói chị Tư hoặc là anh Đồng á, cho con mượn không biết. Người kiến có hình như ở Cà Rốt nó cũng có nè con. Nhà con cứ mở đây cho con đây có học. Con đây có học biết rồi. Mở ra con. Cà Rốt trắng ra. Cứng quá hả? Đâu, để đây ba bác Hùng rồi, bác Hùng mở ra coi. Rồi con kiếm đi, cho có không.
Cà rốt kiếm màu đi, cà rốt. Màu đâu cà rốt? Màu trong phòng cà rốt. Cà để đâu rồi? Màu mà hôi hả? Ờ chắc loại nào, có loại nào mà hôi? Cà rốt ơi. Đẹp quá, cà rốt to đẹp quá. Giờ đa số hình như là đứa nào cũng thông minh, đa số nhiều đó. Không phải như cái thời mà anh em mình thiếu thốn á. Nó vậy á. Thứ nhất đó là con người, mỗi người đều giỏi một cái thì đúng rồi. Có người có một cái giỏi. Dạ. Yeah. Nhưng mà quan trọng cái là ví dụ như chẳng hạn như giờ như con anh nó giỏi cái đó, nhưng mà không có tiền thì bắt nó học cái kia, rồi nó theo cái nghiệp kia thì nó sao nó giỏi được. Đúng. Đó. Như là khi mà thấy con học giỏi mình biết đúng là mình ứng. Nhưng mà con mình không có khả năng, mình cũng không có khả năng hết. Nó làm cái gì mà nó tốt thì nó làm tốt rồi. Rồi nó nói một cái cũng hay, là khi mà phát hiện ra được rồi thì cái quan trọng đấy là có người để mà hướng dẫn cho nó không có gì. Chẳng hạn như vậy, cái cách nó làm
nhiều khi có những đứa không phải là nó học giỏi là do nó không vinh tư những đứa khác đó, mà nó được dạy được cái cách để học. Đó. Nó biết tâm làm gì đó. Thì ví dụ chẳng hạn như vậy, người ta phát triển được à, bây giờ cái con này là nó đẹp quá, nó giỏi mà nó tức là chỉ phải dạy nó theo cái cách của nó kìa, thì nó mới tiếp thu được. Kiểu mà giống như là bây giờ mình lấy đơn giản là một cái đứa rồi đưa lên đi, mà đưa lên cứ suốt ngày nó múa tay, đưa lên cho cậu này. Coi coi bây giờ chị dạy tôi nó đó, đưa lên cậu coi á, dễ đẹp quá, tô đẹp quá, tiềm năng của nó thì nó mới tiếp thu, nó mới được. Chứ còn giờ mấy cái đứa mà nó cứ suốt ngày nó thấy con dạy cái tinh vậy mà chú bác nó ngồi giơ tay lên bàn như vậy là nó không vô được. Con bé này nó suy nghĩ lắm, con muốn dung nè. Dạ. Rồi, chưa, còn chút cái nữa, còn cái lỗ tai nữa. Nó xây chiều để mà nó làm cho xong rồi. Giỏi quá rồi. Rồi, đưa lên coi, đưa lên coi đẹp không? Đưa lên, để coi quay phim. Đâu có thấy nào hình đâu. Rồi, giỏi quá. Mà chụp hình là, wow, rồi. Bếp cơ rốt nói đi, cái này của bếp cơ rốt làm, nói đi. Cái này cơ rốt. Ai làm đây, cái đó của ai làm đây? Cơ rốt tô đây. Tô màu con gì đó. Rốt tô màu đây. Tô màu cái gì? Đẹp quá. Con gì con? Cái bắt con gì con? Con khỉ. Con khỉ hả? Ồ, màu khỉ. Rốt tô màu con khỉ nha. Cái gì vậy? Đây đó, ngồi tao làm. Hôm nay là bữa cơm làm vạc gia đình rồi lên đường đi Đà Nẵng. Thiếu thấy ngon quá em mới mua. Em ăn sao còn đứng vậy? Ăn đấy, đang làm dâu. Dạ chứ mua làm để gì ăn không, nấu ăn không chứ. Kiếm đâu là hôm qua là cái gì đâu mà tỉnh là sao cá khô cá đổ mực nè, cá kho, cá người kho. Quá tuyệt vời. Ăn này gì bằng quá ngon. Để dưới mua ba ký hay để lên ký. Em mua mới là mua nó một ký à. Ê, vợ chồng con cảm ơn thím à, mấy giày cho tụi con ăn quá trời luôn. Nấu quá ngon. Thiệt chứ ăn đâu cũng bằng ăn nhà thì ngon. Đúng. Rồi. Nãy ngồi. Lâu nữa. Sao đứa nhỏ hay